Chương trình Đông y Du khỏe rất hân hạnh gặp lại quý vị và các bạn. Hôm nay chương trình xin gửi đến những nội dung sau. Vị thuốc thông dụng từ lá mơ là nội dung của một cẩm nang đông dược. Trò chuyện cùng bác sĩ sẽ bàn về chủ đề phòng rối loạn tiêu hóa ngày Tết. Phần cuối chương trình là phương pháp bấm huyệt trị đầy bụng có tiêu. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, từ lâu dân gian đã sử dụng lá mơ như một loại rau sống, ăn kèm với một số món như thịt chó, thịt heo luộc, vân vân. Tuy nhiên ngoài công dụng như một loại gia vị, lá mơ còn có một số công dụng chữa bệnh. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu về vị thuốc này. Mơ long còn gọi là mơ tam thể, ngũ hương đằng, là một loại dây leo có nhiều lông hay gặp ở các bờ rào hoặc mọc quấn quanh những thân cây khác, thường mọc nhiều vào mùa hè hay mùa thu. Lá mỏng mặt trên có màu xanh, mặt dưới màu tím đỏ. Cả hai mặt lá đều phủ một lớp lông nhung trắng, nhỏ mịn. Khi dò lá thấy một mùi đặc biệt do trong lá có chứa một loại tinh dầu có lưu huỳnh và alkaloid. Theo y học cổ truyền, lá mơ long có vị chua, tính bình, có tác dụng nhuận gan, giải nhiệt, tiêu thực, sát khuẩn, chữa phong tê thấp, tẩy dung, giải độc, thường được dùng để trị các chứng phong thấp, đau khớp, rối loạn tiêu hóa, kiết lỵ, đầy bụng chậm tiêu, cam thích ở trẻ em, trị bạch đới nhưng thông dụng vẫn là trị các chứng bệnh về đường tiêu hóa. Dưới đây là một số bài thuốc mà dân gian vẫn thường dùng, xin giới thiệu để khán giả tham khảo. Trị sôi bụng ăn khó tiêu, lấy một nắm lá mơ tươi ăn kèm trong bữa ăn hoặc giả lấy nước uống trong khoảng từ 2 đến 3 ngày. Trị bí tiểu do sỏi thận, dùng 20g lá mơ sắc uống ngày 2 lần vào sáng và chiều. Trị tiêu chảy do nhiệt, với triệu chứng khát nhiều, nước tiểu vàng, bụng đau kèm đầy hơi có thể dùng lá mơ 16g, nụ sim 8g, sắc cùng 500ml nước, còn lại 200ml nước chia làm 2 lần uống trong ngày. Kính thưa quý vị và các bạn, vào những ngày Tết thì đi đến đâu chúng ta cũng đều gặp từ tiệc tùng mà không thể nào từ chối được. Vì vậy rối loạn tiêu hóa là một trong những căn bệnh thường xuất hiện vào những ngày này. Đây cũng là nội dung mà chúng tôi sẽ đề cập đến trong một trò chuyện cùng bác sĩ kỳ này với đề tài là phòng trị rối loạn tiêu hóa cùng với phần tham gia của bác sĩ chuyên khoa 1 Võ Thị Mỹ Hạnh, bệnh viện huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Là đầu tiên thì xin chân thành cảm ơn bác sĩ Võ Thị Mỹ Hạnh đã dành thời gian để đến tham dự chương trình hôm nay. Trước hết thì xin bác sĩ có thể cho quý vị khán giả được biết rối loạn tiêu hóa là gì ạ? Trước tiên tôi xin nói rối loạn tiêu hóa là gì. Thì rối loạn tiêu hóa nó là một cụm từ chỉ sự thay đổi hoặc xuất hiện một số triệu chứng ở đường tiêu hóa như là chậm tiêu, cảm giác ăn mau no, chứng bụng đầy hơi, buồn nôn nôn hoặc có các rối loạn về đại tiện như là táo bón xen kẽ với tiêu chảy, phân lỏng sệt hoặc là đôi khi tiêu phân sống lợn cận thức ăn. Thì rối loạn tiêu hóa có thể là do bệnh lý hoặc là không do bệnh lý. Bệnh lý như là nhiễm khuẩn ruột, viêm ruột thừa, viêm loét dạ dày tá tràng, vân vân. Không do bệnh lý thì có thể là do tâm lý như lo lắng căng thẳng kéo dài hoặc là do ăn uống, ăn quá nhiều các chất khó tiêu, thức ăn sống lạnh hoặc thức ăn ôi thiêu không hợp vệ sinh. Thì đây cũng là cái dạng rối loạn tiêu hóa thường gặp trong những ngày Tết. Về mức độ nguy hiểm của bệnh thì nếu mà không được chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời, để cho bệnh nhân nôn ói hoặc tiêu chảy kéo dài thì nó sẽ gây mất nước và điện giải. Nó làm giảm thể tích tuần hoàn, gây suy thận cấp và nặng hơn thì có thể là dẫn đến sốc tử vong. Xin bác sĩ cho biết là những cái đối tượng nào thường hay bị hội chứng rối loạn tiêu hóa ạ? Thì rối loạn tiêu hóa có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng phần lớn các trường hợp thì gặp ở trẻ em dưới 5 tuổi. Thì do cái hệ tiêu hóa của trẻ nó chưa thích ứng với một số loại thức ăn ngoài sữa. Đồng thời thì cái chức năng tiêu hóa cũng như là cái hệ vi sinh đường ruột của trẻ nó chưa có hoàn chỉnh, mà vào những ngày Tết thì đa số là các thức ăn mà trẻ ưa thích như là bánh, kẹo, mứt, nước ngọt, cho nên trẻ dễ ăn nhiều và dễ dẫn đến rối loạn tiêu hóa. Ngoài ra thì cách chế biến thực phẩm hoặc là vệ sinh trong ăn uống của người mẹ không tốt cũng làm cho trẻ dễ bị rối loạn tiêu hóa. Như bác sĩ vừa trình bày thì trẻ em là đối tượng dễ bị rối loạn tiêu hóa nhất. Như vậy thì vào những ngày Tết các bậc phụ huynh cần phải quan tâm đến chế độ ăn uống của trẻ như thế nào để bảo vệ sức khỏe cho trẻ? Để hạn chế các rối loạn tiêu hóa của trẻ vào những ngày Tết thì các bậc phụ huynh không nên cho ép cho trẻ ăn một chế độ ăn không hợp lý. Đó là nhiều chất đạm, chất đường, chất béo nhưng lại ít chất xơ, vitamin và muối khoáng. Và đồng thời mình phải quan tâm đến trẻ, không để trẻ ăn tự do, hạn chế cho trẻ ăn bánh, kẹo và uống các nước uống có ga, nhiều đường. Và khi mà trẻ đi chơi xa thì mình nên chế biến thức ăn mang theo hoặc là chọn những quán ăn hợp vệ sinh, không nên ăn hàng rong. Ngoài ra thì các bậc phụ huynh cũng phải đảm bảo vệ sinh trong quá trình chế biến thức ăn cho trẻ.
Xin bác sĩ cho biết là những cái biểu hiện cụ thể nào cho biết là đã mắc hội chứng rối loạn tiêu hóa ạ? Thì để, các triệu chứng để nhận biết rối loạn tiêu hóa nghĩa là bệnh nhân cảm giác chậm tiêu, bụng đầy hơi, chướng đau. Ở trẻ nhỏ thì nó quấy khóc, không chịu ăn hoặc là ăn vào thì ói ra. Cảm giác buồn nôn, nôn và tiêu chảy. Tiêu chảy thì phân có thể là phân sệt, lỏng, không đàm máu, hoặc là có thể khi là tiêu phân sống, lợn cận thức ăn. Khi đã biết mình rối loạn tiêu hóa rồi thì chúng ta cần phải xử trí ra sao ạ? Khi bị rối loạn tiêu hóa, nếu trường hợp nhẹ thì người bệnh có thể uống một số loại thuốc chống đầy hơi như là motilizum, norcoctrin hoặc là trà gừng, dẫu quýt, kết hợp với xoa ấm vùng bụng quanh rốn và uống dung dịch odazone để bù nước và điện giải. Trường hợp nặng thì nên đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế sớm để được điều trị kịp thời để hạn chế được các biến chứng nặng. Như bác sĩ vừa trình bày thì rối loạn tiêu hóa cũng là một cái căn bệnh nguy hiểm đúng không ạ? Vậy thì việc điều trị ra sao ạ? Như chúng ta đã biết thì các nguyên nhân chính để dẫn đến các biến chứng nặng là do rối loạn nước điện giải, cho nên vấn đề quan trọng trong điều trị là phải bù nước và điện giải, đồng thời chọn chế độ dinh dưỡng hợp lý để rút ngắn thời gian bệnh và phòng được suy dinh dưỡng sau bệnh. Thì để bù nước và điện giải thì người bệnh có thể uống dung dịch odazone sau mỗi lần đi tiêu chảy hoặc nôn ói. Trường hợp mà bệnh nhân mà nôn ói kéo dài không uống được thì có thể bù bằng đường truyền tĩnh mạch. Bên cạnh đó thì ta cũng phải giải quyết được nguyên nhân. Nếu mà rối loạn tiêu hóa cho tâm lý thì dùng tâm lý liệu pháp để ta giải tỏa tâm lý cho người bệnh. Còn nếu mà rối loạn tiêu hóa do ăn uống thì chúng ta phải thay đổi chế độ ăn hợp lý. Cái này nghĩa là chọn thức ăn dễ tiêu, ít mỡ và nấu chín mềm ở dạng cháo hoặc súp và chia làm nhiều bữa ăn trong ngày. Và trong khi mà bị rối loạn tiêu hóa thì không nên ăn trái cây. Ngoại trừ mình có thể ăn chuối hoặc táo vì nó có nhiều kali giúp cho cơ thể mau hồi phục sau tiêu chảy. Vậy thì những loại thực phẩm nào mà bệnh nhân nên dùng và không nên dùng trong cái quá trình mà mình điều trị ạ? Các thực phẩm nên dùng thì một chế độ ăn hợp lý và là phải đảm bảo đủ 4 nhóm chất là tinh bột, đạm, chất béo và vitamin và muối khoáng. Về tinh bột thì mình có thể dùng gạo hoặc là khoai tây. Đạm thì mình chọn các loại thịt nạc của thịt gà, thịt heo hoặc cá. Chất béo thì dùng dầu thực vật. Ngoài ra các vitamin và muối khoáng thì có thể cho người bệnh uống sữa đậu nành, sữa có ít lacto và ăn thêm chuối, táo. Thực phẩm không nên dùng là các loại thực phẩm ngọt như là bánh, kẹo hoặc là thực phẩm có nhiều chất xơ như là tinh bột còn nguyên hạt hoặc là các loại rau thô. Đồng thời cũng phải không nên dùng các loại thực phẩm là chế biến sẵn như là xúc xích. Đồng thời cũng không nên ăn các loại thức ăn chế biến sẵn như là pate, chả lụa, xúc xích, thịt hun khói. Bên cạnh đó thì cũng là hạn chế uống các loại nước uống có ga, nhiều đường và các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, cà phê. Cuối cùng thì xin bác sĩ có thể tư vấn cho quý vị khán giả được biết những cái điều cần lưu ý để bảo vệ sức khỏe của mình trong những ngày Tết ạ? Để giữ cho cơ thể được khỏe mạnh và vui vẻ một cái Tết trọn vẹn thì chúng ta phải làm chủ tình thế trong các bữa tiệc. Có nghĩa là phải kiểm soát được các loại thức ăn, hạn chế ăn thức ăn quá béo, nhiều gia vị và không nên ăn quá no, ăn thất thường. Mà phải ăn uống điều độ, đúng giờ. Đồng thời phải hạn chế các chất kích thích như các thuốc lá, cà phê và các loại thức uống có nồng độ cồn cao như là các loại rượu mạnh, bia. Và trong quá trình ăn thì mình nên ăn chậm, nhai kỹ và luôn tạo không khí thoải mái, vui vẻ trong suốt bữa tiệc. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ. Kính thưa quý vị khán giả, qua cuộc trò chuyện này thì quý vị khán giả đã có được những kiến thức cần thiết trong việc bảo vệ sức khỏe của mình, nhất là trong những ngày đầu năm. Còn bây giờ chúng tôi xin mời quý vị khán giả đến với phần tiếp theo của chương trình trong một Đông y trong nhà. Thưa quý vị và các bạn, rối loạn tiêu hóa rất thường gặp trong những ngày Tết do chúng ta hay ăn những thức ăn nhiều dầu mỡ. Ngoài việc uống thuốc thì chúng ta có thể sử dụng phương pháp massage, xoa bóp để trị đầy bụng có tiêu. Trong văn hóa của người Việt, hàng năm vào những cái dịp xuân thì ngoài cái công việc chúc xuân, kính nhớ ông bà tổ tiên, các gia đình chúng ta thường tổ chức những cái bữa ăn thịnh soạn hơn so với ngày thường. Chính vì thế mà chúng ta có thể dùng quả chén hoặc là dùng những cái thức ăn ít dùng trong năm như bánh chưng, bánh tét hay sử dụng các cái thực phẩm chế biến bày bán không đảm bảo vệ sinh. Do đó nguy cơ gây rối loạn tiêu hóa trong những ngày xuân hàng năm vẫn thường xảy ra. Rối loạn tiêu hóa là một bệnh biểu hiện bằng các cái triệu chứng no hơi, đầy bụng, khó tiêu, tiêu phân lỏng hoặc nôn ói nhiều lần. Khi mắc phải các cái triệu chứng trên thì các bạn có thể điều trị tại nhà bằng các phương pháp sau.
Trước tiên thì chúng ta dùng hai bàn tay, tay trái nắm lại và tay phải đặt lên trên, xoa vùng quanh đốn theo chiều kim đồng hồ. Chúng ta xoa như vậy từ 15 cho đến 20 vòng. Đây là đường đi của cung đại tràng lên, đại tràng ngang và đại tràng xuống. Khi chúng ta xoa như vậy thì sẽ kích thích cái nhu động ruột, giúp cho cái sự tiêu hóa và hấp thu thức ăn được dễ dàng. Nhờ đó mà giải quyết các cái triệu chứng lo hơi, đầy bụng, khó tiêu. Tiếp theo sau đó thì chúng ta, trong trường hợp mà nếu mà bệnh nhân mà đi tiêu phân nhiều lần hoặc là đau bụng thì chúng ta cũng xoa vùng quanh rốn, nhưng chúng ta xoa theo ngược chiều kim đồng hồ, cũng từ 15 đến 20 lần. Sau đó thì chúng ta cứu ấm bằng nhang nhảy cứu. Trước khi cứu thì chúng ta đốt nóng nhang nhảy cứu. Chúng ta cứu các cái huyệt là trung quản, thiên su và thần huyết. Các huyệt này nằm ở các cái vị trí từ rốn lên, đo lên đường giữa bụng khoảng 4 thốn. Theo đông y thì một thốn thì bằng khoảng 2,11 cm. Như vậy thì đường giữa bụng chúng ta đo lên khoảng 8,5 cm là huyệt trung quản, và từ rốn đo ngang ra hai bên, mỗi bên khoảng 4,2 cm là huyệt thiên su và tại rốn là huyệt thần huyết. Cái kỹ thuật cứu thì chúng ta cứu nóng các cái huyệt này như vậy, thì mỗi huyệt như vậy thì chúng ta cứu nóng khoảng từ 5 đến 7 phút. Riêng đối với huyệt thần huyết thì khi cứu thì trước khi cứu thì chúng ta nên đặt một ít muối hột hay muối bột, sau đó thì chúng ta cứu nóng. Ngoài ra thì chúng ta có thể dùng thêm từ 5 đến 6 gram vỏ quýt sao vàng tán nhỏ, uống với nước đun sôi để nguội, là hoặc dùng thêm một gáo trà gừng. Đây là các cái dược liệu mà giúp cho sự kích thích tiêu hóa, làm ôn ấm tỳ vị. Trong trường hợp nếu mà tiêu phân lỏng hoặc nôn ói nhiều lần thì chúng ta có thể dùng thêm cái dung dịch Odazol. Trên đây là những cái phương pháp điều trị đơn giản, ít tốn kém và không mất nhiều thời gian. Quý khán giả có thể áp dụng điều trị tại nhà hoặc trong những lúc đi tham quan du lịch xa cơ quan y tế. Kính chúc quý vị khán giả xem đài đón một mùa xuân vui tươi, hạnh phúc và khỏe mạnh. Đến đây chương trình Đông y Du Khỏe xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.